hương sư, đẹp gái, dạng tuế, công nhận trang phục đẹp thiệt. À đủ cái gái nè, do khu này cây cây chút đi rồi hả, đu lên tù nhân có điện mà bị bắt thì thả điện thôi. Này đu lên mất tay, mất tay dễ à. Tách ra đi. Bị ai giờ? À mỹ nhân. Ý không bỏ đi à. Chỉ là đuổi tù nhân. Cho trong kẹt mà nhìn sơ qua không thấy. Đây, đừng có ăn hết ạ. Đấy, ngại ngại ngại. Chơi là đợi đuổi nhiều đứa luôn. À đủ tự nhân tưởng đâu đủ mặc trang phục này nguy hiểm quá rồi, chơi kiểu cao thủ đỡ đuổi lúc mỗi đứa lần á. Giờ này còn dễ nói chung nữa. Rồi vậy là còn 3 đấu 1 rồi. Có đi đâu rồi? Mỹ nhân đang dễ máy rồi. Đúng rồi. Chạy đi bé ơi. Xuống. Xuống lầu đi bé ơi. Nãy xuống lầu đi. Bỏ rồi. Có đi đâu rồi? Tìm đập ở đây mà đâu vậy? Đây rồi.
Né. Cháy. Đập. Đừng nói cay hồi thắng luôn nha. Kìa hầm kìa, hầm kìa. Gánh tèm, gánh tèm. Ờ. Ờ đầu hàng à. Chỉ là đầu hàng. Đúng rồi, có nhiều bạn bị cột bóng xong rồi cái ở lại về sửa máy luôn, chạy ra khu này nè khỏi giải mã đâu, công nó giác lên nữa. Đây thấy chưa, thấy chưa, rồi đi luôn. Ồ tránh ra để chị thể hiện họ không đủ thương má hả, rốt cuộc là ai đây? Ủa? Ta... À quên. Quên. Lâu lâu lú tí. Đang chờ chụp ảnh. Kìa. Thấy chưa? Thấy rồi. Ồ, vậy là sau một giây là vậy hả? Khó à. Coi kìa.
sao một giây vậy mà cũng sao quá chứ. Trước giờ tưởng đâu sau một giây là nó ở ngoài khúc này nè, ở đây nè, nó sao chút mà ai ngờ nó lắc cái nó ra tuốt. Anh né quá nghệ nên phí con chim. Ta không đưa lên ghế à chụp. Đập dán, đập dán. Vô kho luôn. Vô ảnh luôn. À bị chém cái vết hồi mắt còn mắt đỏ nó về tích hai vết. Queen